Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S609. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Dũng Công. Và anh em thấy là chúng ta đang có hai môn phái tiêu dao trong một team anh em ơi, và đi cùng với một tàn kiếm nữa. Wow, hai tiêu dao thì combo khá là bã rồi và cực kỳ khó chịu. Và chúng ta có một vỏ đen từ khu vực số 21 đuổi lên. Ôi, trên này vỏ đen có lẽ là không biết chúng ta có hai tiêu dao anh em à. Wow. Rồi, chạy đâu bé ơi. Và như vậy là vỏ đen đã lên bảng điểm số. Cả thành viên chúng ta bây giờ cần phải củng cố lại lực lượng của mình, ổn định tinh thần đã anh em ạ. Vỏ đen là một pha hú hồn. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về khu vực 21 luôn không anh em ơi. Chúng ta đang chờ tài nguyên xuất hiện và một cái tấn công. Như vậy nhân vật chính chúng ta đã được sử dụng cái tấn công này rồi. Như vậy là ở dưới này các thành viên cũng đã di chuyển sang các ô khác rồi anh em ơi. Chúng ta tiếp tục về đây để mở tài nguyên. Team này thì khá là bá nha anh em ơi. Chỉ cần tiêu dao chúng ta có được hai quyển bí kíp cần thiết là anh em có thể quét map thoải mái. Như vậy rất thuận lợi cho anh em ở đầu trận luôn. Và bây giờ chúng ta chỉ còn có 20 đội và chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực số 8. Đó là thứ nhân, một cái bàn kéo lại lốc lên và cắn luôn cái bạo kích. Wow, một tiêu dao thất thám một cái cả team chúng ta. Anh em thấy là tiêu dao với tàn kiếm bị mất rất nhiều máu anh em ạ. Ủa, cái thất thám của tiêu dao từ xa cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại nhân vật chính của mình đang chơi tiêu dao ngự phong, là một phái tiêu dao thức tỉnh nha anh em ơi. Ưu điểm của con này đó là kỹ năng hồi rất lẹ, nhưng mà lượng sát thương của nó thì không quá bá bằng cái con tiêu dao du hồng. Tiêu dao du hồng anh em tích được 10 điểm nội tại lên thì cái sát thương của nó tăng lên rất nhiều nha. Bây giờ nhân vật chính chúng ta đang có cả tấn công và bạo kích anh em ạ. Rồi, tiếp tục di chuyển đi chứ tiền nguyên. Một huyền thủy chạy đâu vậy bạn ơi? Rồi, thất thám luôn cái nữa. Thôi ôi, tiêu dao có tấn công bạo kích thì thôi, một combo là bé khỏi chạy. Bây giờ các thành viên chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi vài giây nữa là chúng ta sẽ có ảo tượng rồi. Wow, số đội giảm rất nhanh anh em ạ. Chúng ta chỉ còn có 15-14 đội thôi. Như vậy là chứng tỏ những khu vực khác có những team quét map rất mạnh và chúng ta có một cái quần thể kim cang. Bây giờ anh em sẽ di chuyển thẳng về khu vực số 7 qua khu 6 luôn anh em ạ. Rồi, chạy thẳng về khu 6, còn nửa cái quần lướt vào lốc lên. Vừa này chúng ta có tiêu dao thiên sơn, kết thúc được hay không? Một chấm máu, một cái lướt không được rồi. Tiếp tục kéo và chúng ta sự cố gắng chúng ta đã kết thúc được tiêu dao của team đội bạn. Dương môn cố gắng bảo kê nhưng có lẽ là không thành công. Và bây giờ các thành viên chúng ta đã mở thành công cái ảo tượng tại khu vực số 7 rồi. Rồi anh em ơi, hồi chiêu xong rồi. Mình qua mình lụm luôn con Dương Môn với con Thiên Sơn anh em ạ. Lướt vào, lốc lên, chắc chắn Thiên Sơn hết chạy và Dương Môn có chạy được hay không? Wow, chúng ta đã bị lọn anh em ơi. Tiếc quá, tình huống đó mình có chiêu kéo. Nếu như không bị lọn có thể kéo được Dương Môn từ đây bạn. Một team khác đó là Trương Ca, Nga Mi và Dương Môn anh em ạ. Rồi. Wow, một phát úp khá bất ngờ. Và như vậy là tàn kiếm. Ôi, bên này có một team nữa, tiêu dao Dương Môn và Nga Mi. Phải nói là team nào cũng có những môn phái hệ kim. Và rất may mắn là các thành viên chúng ta đã thoát thành công. Rất may luôn anh em ơi, rất may. Ôi, tiêu dao còn đi đâu, xuống khu vực số 20 anh em. Trời ơi. Wow, anh em chưa chết khu này mà dám xuống đây để hồi máu ha. Phải nói là quá liều lĩnh. Cái chiêu kéo của con tiêu dao ngự phong nó sẽ không hồi nhiều được máu bằng con tiêu dao du hồng nha anh em. Bởi vì cái điểm tích tấn công của nó không bằng. Nhưng mà anh em được cái chúng ta spam kỹ năng đánh thường thì cái chiêu kéo nó hồi lẹ hơn. Chúng ta có thể kéo 2-3 lần. Rồi lên cái... Ui anh em không lên cái dây chuyền anh em ạ. Bây giờ các thành viên chúng ta sẽ di chuyển về khu vực số 23. Rất trống. Tiếp tục mở rương và chúng ta chỉ còn khoảng 1 phút 15 giây thôi là kết thúc vòng số 1 rồi. Và chúng ta vẫn tiếp tục đi quét map, team của mình đang full máu anh em ạ.
chỉ còn có 8 đội cho trận tâm 3. Đây, một ngũ độc, Nga mày đặt vòng nè. Trời ơi, thất thám ở trên có một môn phái gì đó. Kéo ngũ độc lại, cẩn thận nha, đây mày vỏ đen anh em ạ. Tàn kiếm chúng ta lao vào tăng rất nhiệt tình, ngũ độc có chạy được hay không? Và như vậy ngũ độc đã bị chúng ta kết thúc rồi. Có lẽ là Nga My với vỏ đen đã thoát thành công. Tiếp tục hồi kỹ năng và chúng ta lại di chuyển về khu vực số 10 thôi. Mở nhẹ cái rương đi em ơi, không mở rương luôn cho chúng ta di chuyển thẳng về khu vực số 11. Có team đó là vỏ đen Nga My lóc lên rồi. Nga My chạy thẳng về khu vực số 11 và gặp ngay chúng ta luôn em ạ. Quả đen Nga My đã không nhảy thành công pha đó. Rồi, tiếp tục chọt vào lính để chúng ta hồi kỹ năng. Và nói khi mà anh em vào được cái đội hình có hai tiêu dao thế này là đánh cực kỳ khó chịu cho team đội bạn. Như vậy là thời gian của vòng số 1 đã kết thúc rồi nè bây. Bây giờ chúng ta sẽ đi check map để chuẩn bị cho vòng số 2 nha. Check map để xem trong bản đồ chúng ta sẽ còn những team nào anh em ạ. Vòng số 2 chuẩn bị bắt đầu và team chúng ta đang có mặt tại khu vực số 25 luôn. Wow, team của anh em một đội hình rất mạnh nhưng mà anh em lại chọn khu vực số 25 để khởi đầu. Gặp mình là mình ra thẳng khu 1 luôn đó anh em ơi. Như vậy là thương nhân cũng đã xuất hiện rồi. Chắc chắn là chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực số 9. Bây giờ tiêu dao rất nhiều nha anh em. Tiêu dao hầu như là team nào bản đồ anh em thấy là tới khoảng 50% các team đều có tiêu dao. Do đó nếu mà anh em muốn đánh tốt một trận tâm ma thì bắt buộc trong team của mình phải có một môn phái hệ kim nha. Thì anh em mới có thể khắc chế được tiêu dao hiệu quả được. Rồi, bây giờ các thành viên chúng ta đang có mặt tại khu vực số 9. Tiếp tục di chuyển về khu vực số 8 và sau đó là khu vực số 7. Khu vực này vẫn chưa có ai chết tài nguyên luôn và chúng ta di chuyển có team giao tranh rồi. Lọc lên, Dương Môn đã chạy về khu vực số 8. Tiếp tục một cái lóc nữa, bên này tiêu dao đang giao tranh. Bây giờ chúng ta quay trở lại có lẽ là kiếm Dương Môn rồi. Chắc chắn là kiếm Dương Môn rồi anh em ơi. Như vậy Dương Môn có thể đã chạy thẳng về khu vực số 1. Thôi thì chúng ta quay trở lại thường nhân. Rồi đó, nhiều chuyện nè, ham hố Dương Môn rồi xong đồng đội mua không còn một cái gì luôn anh em ơi. Rồi bây giờ thì kéo quân về khu vực số 4 nha. Chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 6 và anh em thấy số đội đã giảm đi rất nhiều rồi. Chúng ta chỉ còn có 4 đội thôi, một viên máu cho Tàn Kiếm. Rồi Tàn Kiếm ơi, máu bên này nè anh em ơi. Tàn Kiếm vẫn đang cố gắng farm hồi máu ở bên khu vực số 7. Trời ơi, Tàn Kiếm chạy qua khu vực số 8 luôn rồi, có ai con mid cho Tàn Kiếm không? Không có mid chỉ huy anh em ạ. Tiêu dao kéo lại, mất nè và lóc lên anh em ơi. Rồi, hết chạy anh em ạ, hết chạy rồi, có Tàn Kiếm đây nữa. Wow, vẫn lướt thành công. Tiếc quá, tiêu dao đã thoát thành công. Bây giờ thì các vị chúng ta sẽ làm gì tiếp tục đây? Đó là một vỏ đen, kéo lại lóc lên, rồi xong cuộc đời của vỏ đen luôn. Vỏ đen này chắc là chung team với Nga My và ngũ độc. Anh em thấy là mấy tiêu dao này nó quét map khỏe cực kỳ anh em ạ. Ui ui, mình không có lóc nha, tiếp tục thất thám tè le hột me luôn anh em ạ. Tàn Kiếm lại đến chậm một nhịp rồi. Bây giờ thì ảo tượng chuẩn bị xuất hiện rồi anh em ơi. Và chúng ta sẽ chờ đợi. Đây, có giao tranh lóc trượt rồi. Thất thám nhưng không nổ đam. Và ảo tượng đã xuất hiện rồi anh em ạ. Trận này mà anh em có mít chỉ huy, anh em quánh nó sẽ liên tục hơn rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã mở thành công cái ảo tượng tại khu vực số 8 và tiếp tục di chuyển về khu vực số 6. Đó, mình ưu tiên tập trung vô các nguồn tài nguyên để mở trước nha anh em ơi. Số 2 vẫn còn. Và chúng ta chỉ còn có 3 đội trong bản đồ tâm ma này thôi. Phải nói là team này đi quét map quá ghê.
Rồi, bây giờ thì mình sẽ chia ra để tìm kiếm những team còn lại trong bản đồ Tâm An em ạ. Như vậy anh em thấy là thương nhân ở khu vực số 4 cũng không còn. Phải nói là các team khác họ mua đồ rất nhanh. Bây giờ anh em mình sẽ di chuyển vào trong mấy cái góc, mấy cái ngóc, cái ngách anh em ạ. Đa số các team họ sẽ núp ở bên ngoài rất nhiều. Vẫn chưa phát hiện team nào cả. Và như vậy là chúng ta quyết định mở rương luôn rồi. Hai thành viên còn lại chúng ta đang có mặt tại khu vực số 2. Trận này anh em thấy là ở vòng đầu anh em thấy là có rất nhiều team mạnh, nhưng mà những team đó họ đã giao tranh với nhau rất nhiều. Chúng ta đã hạn chế được các tình huống giao tranh với các team đó, dẫn đến là mình có ưu thế hơn khi mà chuyển sang vòng số 2 anh em ạ. Chúng ta vẫn còn đủ lực lượng để đánh vòng số 2 một cách nhẹ nhàng. Và như vậy là chúng ta quyết định di chuyển về khu vực số 1 để ăn con boss thu lĩnh ở đây. Rồi, không có team nào chạy ra thì tôi ăn boss nha anh em ơi. Rồi, lóc lướt các kiểu luôn. Tiêu dao mình cái ưu thế đó là hồi chiêu rất lẹ, do đó anh em cứ việc sử dụng kỹ năng để chúng ta dùng đam. Kéo, lướt, lóc, thất thám, kéo tiếp tục, kéo một cái nữa, lóc cái nữa. Rồi, thất thám luôn em ơi. Ui, đá hồi sinh sẽ thuộc về ai? Và như vậy là nhân vật chính chúng ta không có đá hồi sinh rồi. Tiếc quá. Và như vậy là bản đồ này chỉ còn có hai đồ thôi. Như vậy là đã có một team vừa bị kết thúc nữa em ạ. Wow. Rồi, bây giờ thì mình chết tài nguyên để kết thúc vòng số 2 và chúng ta chờ vòng số 3 để xử lý team còn lại trong bản đồ Tâm Ma này thôi em ơi. Trận Tâm Ma này ở vòng số 2 khá nhẹ nhàng cho anh em nha. Quá nhẹ nhàng luôn. Vòng số 1 thì anh em thấy là có rất nhiều team mà chúng ta đã sống sót được. Wow, vẫn còn một team treo anh em ạ. Một team treo ở khu vực hình như đó là số 17, 18 gì đó. Rồi xong, trận này quá nhẹ nhàng cho anh em rồi. Và nếu như anh em yêu quý Trận Tâm Ma này thì hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.